Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh xin được hân hoan chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn sinh viên đã đến với đêm thi tốt nghiệp của tập thể lớp Trung cấp diễn viên cải lương K32 và lớp Cao đẳng diễn viên cải lương K11B. Và bây giờ là sự xuất hiện của các bạn sinh viên đến từ lớp diễn viên cải lương K32, sinh viên Ngọc Trinh, Thành Mộc và Vũ Linh. Tiếp theo là các bạn sinh viên đến từ lớp diễn viên cải lương K11B. Kiều Anh, Xuân Trúc, Kim Linh, Trí Thiện, Quốc Đồng, Phương Dư và Thanh Thiện. Lời đầu tiên, cho phép Bi Lê thay mặt khoa kịch hát dân tộc gửi tới lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến những tình cảm nồng hậu mà quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên đã dành cho tập thể hai lớp trong suốt thời gian qua. Kính thưa quý vị, sau 3 năm học tập và rèn luyện, lớp Trung cấp cải lương K32 dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cô Hồ Thị Hồng Thắm, lớp diễn viên cải lương K11B cô Võ Thị Thanh Hà được sự đồng ý của nhà trường, được sự hỗ trợ của các phòng ban và các khoa, thì hôm nay chúng tôi tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp trích đoạn cải lương, và đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt tại sân khấu Thế Giới Trẻ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến với đêm thi tốt nghiệp ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, hiệu trưởng cô Phan Thị Bích Hà. Thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú, phó hiệu trưởng thầy Nguyễn Xuân Dũng. Thầy Hoài Nam, trưởng phòng tổ chức. Thầy Phan Nhất Dũng, trưởng phòng quản lý học sinh sinh viên. Tiến sĩ nghệ thuật cô Trần Yến Chi, trưởng phòng đào tạo. Thạc sĩ trưởng khoa kịch hát dân tộc thầy Lê Nguyên Đạt. Nghệ sĩ ưu tú phó khoa kịch hát dân tộc thầy Văn Môn. Đạo diễn thầy Cao Tấn Lộc. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú thầy Xuân Quang. Viên môn vũ đạo thầy Phúc Tường. Cùng sự có mặt của rất nhiều cô giáo và các bậc phụ huynh đã đến có mặt trong buổi thi ngày hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng. Sau đây xin mời thầy Phan Hoàng Thành, đại diện phòng đào tạo, lên đọc quyết định và công bố danh sách tốt nghiệp. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên, sau đây tôi xin được đọc quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, số 81/QĐ-SKDA, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/5/2015. Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định số 1597/QĐ-TTR ngày 13/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ quyết định số 537/QĐ-BVH-TTJL ngày 6/3/2014 của Thủ tướng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định số 25 ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp. Xét đề nghị của trưởng phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học, quyết định điều 1 thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm 2015 cho 7 sinh viên lớp cao đẳng diễn viên cải lương K11B, giảng viên chủ nhiệm và hướng dẫn cô Võ Thị Thanh Hà, và 3 sinh viên lớp trung cấp diễn viên cải lương K32, giảng viên chủ nhiệm và hướng dẫn cô Hồ Thị Hồng Thắm. Thành phần gồm các bạn có tên sau:
một bà Phan Thị Bích Hà, phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng; hai ông Lê Nguyên Đạt, thạc sĩ nghệ thuật, quyền trưởng khoa thi hát nhà dân tộc, trưởng ban chấm thi; ba bà Trần Yến Chi, tiến sĩ nghệ thuật, trưởng phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học, ủy viên; bốn ông Phạm Văn Bôn, nghệ sĩ ưu tú, phó trưởng khoa thi hát nhà dân tộc, ủy viên; năm bà Nguyễn Thị Loan, giảng viên khoa thi hát nhà dân tộc, ủy viên; sáu bà Hồ Thị Hồng Thắm, giảng viên hướng dẫn, ủy viên; bảy bà Võ Thị Thanh Hà, giảng viên hướng dẫn, ủy viên. Điều 2, nhiệm vụ và cách thức làm việc của hội đồng chấm thi tốt nghiệp được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Điều 3, các ông bà trưởng phòng khoa ban liên quan của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, điều trưởng Phan Thị Bích Hà đã ký. Kính thưa quý vị, trong suốt khoảng thời gian học tập, người mà sinh viên của chúng ta luôn nhớ tới nhất đó là phải kể đến giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Và bây giờ tôi xin mời cô Hồ Thị Hồng Thắm và cô Võ Thị Thanh Hà bước lên sân khấu ạ. Xin mời phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, hiệu trưởng cô Phan Thị Bích Hà. Gian nan, những tràng vỗ tay nhiệt tình của tất cả quý vị đâu ạ? Con bước hoàng vai hiên, đầy dịu dắt vinh yêu. Xin trân trọng cảm ơn cô. Cô ơi, trong giờ phút rất là trân trọng này thì cô có thể phát biểu cảm nghĩ của mình về những đứa học trò rất là đáng đáng của mình được không ạ? Lời nói đầu tiên cho tôi xin gửi đến tổng thể quý thầy cô cùng tất cả các vị phụ huynh cùng quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn sinh viên có mặt buổi tối ngày hôm nay để chào thân thương nhất. Kính thưa tất cả quý vị, mời em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đến với trường Giáo dục Khoa, một đoạn đường rất là gian nan, rất là vất vả. Bởi vì đối với các em thì biết nghệ thuật cải lương, yêu mến nghệ thuật cải lương, nhưng các em đến với nghệ thuật cải lương hoàn toàn không quen biết. Cái chữ quen biết ở đây tôi muốn nói là các em yêu nghệ thuật cải lương nhưng các em chưa quen với bài ca vọng cổ, chưa quen với làn điệu của cải lương, nhưng các em yêu mến và các em đến với nhà trường, đến với khoa bằng tất cả cái tấm lòng yêu mến của mình. Cho nên trong quá trình học và rèn luyện ở đây suốt 3 năm, kể cả việc dạy và học, các em gặp rất nhiều khó khăn. Có những lúc tưởng chừng như tôi và các em phải dừng lại bởi vì những bài tập, những yêu cầu về chuyên môn tưởng chừng như khó khăn và không thể vượt qua được. Nhưng đổi lại việc đó, các em đã đem lòng đam mê của mình, đem sự yêu mến của mình với bộ môn nghệ thuật cải lương, và các em đã vượt qua nó bằng tất cả sự khó khăn, bằng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, kể cả những giọt máu rơi trên sàn tập để có được ngày tốt nghiệp ngày hôm nay. Tuy là nói như vậy, nhưng trong đêm báo cáo ngày hôm nay, chắc chắn rằng các em sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn và sẽ có rất nhiều những sai sót. Tôi và các em mong nhận được sự nhận xét, đóng góp của các bậc phụ huynh, các quý vị, các thầy cô để cho các em có thêm những kinh nghiệm để bước tiếp trong con đường nghệ thuật sắp tới. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Trước khi buổi báo cáo tốt nghiệp được diễn ra, cho tôi thay mặt các em học sinh của mình, cho tôi thay mặt khoa, thay mặt nhà trường, cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh có mặt trong ngày hôm nay, những người đã và giúp chúng tôi có nghị lực cũng như giúp cho các em học sinh vượt qua được tất cả những khó khăn để đi với chúng tôi trong suốt 3 năm học. Cho tôi xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh rất nhiều. Về phía nhà trường, cho tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị thầy cô trong các phòng ban đã hỗ trợ các em trong 3 năm học vừa qua. Nhờ đó mà các em có được những phòng tập, có được những giờ học nghiêm túc và vượt qua được tất cả những khó khăn mà mình phải trải qua trong đoạn đường học. Cho tôi xin thành cảm ơn rất nhiều. Về phía sân khấu, cho tôi xin cảm ơn các bạn ở tổ âm thanh ánh sáng đã nhiệt tình phục vụ cho các em trong 2 ngày hôm nay. Về phía khoa,
cho tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị trong tổ nhạc, cô Bảo Khanh, anh Thanh Long, anh Trọng Trí, anh Quân, anh Tiến, tất cả những người đã dìu dắt và đàn cho các em trong suốt 3 năm học, không kể ngày nghỉ hay ngày lễ, cũng như là ban ngày hay ban đêm, lúc nào chúng tôi cần, lúc nào các em cần thì các thầy cô cũng luôn luôn có mặt và hỗ trợ cho các em. Một lần nữa xin nhận ở tôi tấm lòng biết ơn này, xin chân thành cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Một người nữa tôi muốn cảm ơn đó là thầy Lê Nguyên Đạt, một người anh, một người thầy, một người mà đã dìu dắt kể cả tôi và các học sinh của mình trong suốt quá trình 3 năm học. Bất cứ lúc nào chúng tôi cần, luôn luôn có mặt thầy. Bất cứ lúc nào chúng tôi gặp khó khăn, luôn luôn có mặt thầy. Cho tôi, cho em, một đứa em gái nhỏ trong khoa, gửi đến anh một lời cảm ơn chân thành nhất. Xin cảm ơn anh, thầy. Lời cảm ơn cuối cùng tôi muốn nói là cho cô xin cảm ơn tất cả tụi con, những người đã đi với cô trong suốt 3 năm học. Cho cô cảm ơn tụi con đã tin tưởng cô, tin tưởng các thầy cô trong khoa và đi với cô được 3 năm và giữ vững cái vị trí của mình, làm tròn cái nhiệm vụ sinh viên của mình để có đủ tư cách đứng đây làm một sinh viên tốt nghiệp trong đêm hôm nay. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con rất nhiều. Và trước khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, cho tôi xin đại diện học sinh của mình kính mời cô Kim Loan, thầy Lê Nguyên Đạt, nghệ sĩ ưu tú thầy Xuân Quang, thầy Thanh Sơn và thầy Thanh Long bước lên sân khấu. Đây là những người thầy đã theo các em 3 năm giảng dạy để các em có được ngày hôm nay. Để mời các thầy lên đây để các em bày tỏ lòng biết ơn của mình. Xin kính mời các thầy bước lên sân khấu. Cô và tụi con hãy bày tỏ lòng biết ơn của mình. Có lẽ là do em dẫn chương trình cũng hơi run trong cái không khí trang trọng này mà quên giới thiệu một người cô, mà không có cái người cô này thì có lẽ là không có hát được, không có làm cải lương được. Xin giới thiệu cô Kim Loan, cũng là một người thầy của tôi và là thầy trực tiếp của các em trong 3 năm học, trưởng bộ môn ca cổ, một trong các thầy của tôi. Và một lời tri ân trực tiếp và đại diện khoa đến ban giám hiệu. Trực tiếp đó là cô Bích Hà, người cũng đã sát cánh với khoa, luôn luôn tạo điều kiện và đặc biệt trong trường này chỉ có khoa Ca hát dân tộc là được hỗ trợ kinh phí cho buổi thi tốt nghiệp hôm nay. Xin cảm ơn. Xin được phép bắt đầu.
Đâu dám đi lưỡi tình cho kẻ thế.
hồng mãi trên hạt dòng đất trần. Trời đất đã xui cho bèo hãy tương ngộ, dù khoảnh khắc tình cờ cũng đã là duyên. Ai cấm được con đò gối bãi đợi nhờ trăng, ai ngăn được súng gieo làm sổ hàng lao lách. Chỉ có thể giấu nỗi buồn trong ánh mắt và gương cười chơi. Yeah.
thân thiện với ông. Trinh! Trinh! Kìa kìa! Oh,
trên cha họ là nguyên sĩ dân tộc lập tức không không chỉ vì một mình ta mà tất cả phải chịu hy sinh không tráng sĩ dù ta có rơi vào tay của phường lan sói thì cũng xin cam tâm chết tại nơi đây để pha tan âm mưu đen tối của quân thù cho trắng chim bằng ngày cao không còn nghe sợ lưới danh dù là cha con tôi có chết cũng chẳng bận lòng sống không phải dễ chịu nhục hèn cũng chẳng để linh hồn cho lũ ác tâm hỡi những kẻ ba mươi cầu dinh ra khỏi mờ tối nước nam sao ba tráng sĩ ơi xin hãy lắng nghe tiếng hồn thiên sông núi tráng sĩ gọi ta xong tới diệt quân
cầu chân khí e dạng để được hắn mặc tình thao muốn. Chúng kiếm cây trên tóc tuổi của nhà.
chị đừng có đi. Trần Thái Sơn, Trần Thái Sơn, ông che mặt trời đầy mặt đất làm nên chuyện kinh thần hoàng thanh, và đặt luôn hồn phố chính nhân chân thiên nghĩa ngàn đời của dân tộc cũng chỉ vì cái ngôi chùa mà ta tự bỏ đi. Thank you.
giá không còn nghe người máu người tâm tội chốn quang đường chính vẫn tàn hương công đến dấu gãy hồn tôi chỉ vẫn còn làm nào đi ai quan quân phụ gia nào ra đường an bài chính ta cùng thái sư bày phu đồng sơn để chiêu bàn nghe nhớ chấp nói xấu cho
Thank you.
con dân các bậc thiên lương của nhà Lê đổ bao vơi xưa ở đất sơn hà. Bạn là ai mà gọi ta là phụ vương? Tiếp là vợ. Vợ à? À, ta nhớ ra rồi. Cái người đàn bà này ta cùng giữ yến tiệc hai nhu. Còn ta nơi đất khách quê người ta đào đầu sung sướng, nhớ rồi thân nhớ thăm lắm, nhớ sống nước quê nhà. Nhưng một lúc ta nhẹt nhớ chút phân nên ta đặt ngọc đâm thuốc cao giống mũi hòn nơi đất khách. Trời ơi, sống ở nơi thiên triều dòng sông sông phố hương đã quên rồi cánh cô người xa. Phụ nhân phản tắc.
chồng đang ở hai phương. Hoàng cô lòng dạ của bà sao thật khó lường, bà đã còn lòng nữ danh mà bỏ chồng theo dạ. Không, phụ huynh, như thế đây là trộm heo trộm trung, dịch nôn nước phải sao người bạc nước. Có nhân có nghĩa bởi quê hương về giới Tây Sơn. Về giới Tây Sơn, về giới Tây Sơn à. Con phụ nhân mới được học biết, tham vọng sang và về giới Tây Sơn. Trở lại Thăng Long đột nhập hoàng cung để tìm gặp mẹ.
không ngờ. Cha ơi, cớ phải lỗi. Mẹ
mẹ không còn nghĩ đến tình nghĩa phu thê, chẳng thương cho cha con ở phương trời xa thẳm. Cha ơi, nhiệm vụ con không tròn thay bên độc dược này, con xin lấy cái chết để tạ lỗi cùng cha. Ai để cho ta chết đâu phải chết là chuyện hiếu tình. Con phải nghe lời mẹ, con phải nghe mẹ nói cùng lời chi. Còn sống chi đây, khi đối với cha trách nhiệm giao phó chẳng lo tròn. Mẹ công thương sống thì đã có lỗi hiền. Vẫn là con dạng sự hiếu thân. Nếu gặp ta cũng sẽ hành động như Lê Nhi, nhưng tiếc nỗi chưa phân được sao chứ, lẽ quang minh chưa thấu rõ ngọn ngạch. Cha ơi, con phải làm sao đây? Đầu óc con vẫn loạn, tội thách khắc luật gia hành trạng quyết. Vậy mà người đã tha thứ cho con. Mẹ hãy đem tặng trái cứu nước giúp dân lành, ta tin để là người trung quân ái quốc cứu sân hành. Thành gương đó ta thắng người trung nghĩa, để tỏ lòng cao quý quân vương. Tạ ơn hoàng thượng. Trên gương báo khắc sâu lệnh hệ sát tháp, dắt đó được vì nước quân thân. Trên gương báo khắc sâu lời thề sát tháp, nhận cho người vì nước quân thân. Nhân đã hỏi nàng rồi. Không, cha.
ta cho phép ngồi. Ngồi đi. Phu nhân, xin nhận của ta một lại để thay lời tạ lỗi. Cha, những lời nghe còn lại thứ hai, ta cảm ơn đức nhân đã lo lắng cho Lê Vinh trong thời gian lắm nạn. Cha, cũng như tất cả quý vị đã dành thời gian của mình đến
đêm thi hôm nay để cổ vũ tinh thần cho các em. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Mẹ của mình ở Bến Tre mới lên tới.